Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin xé bỏ chiếc áo màu mè người Cộng sản. Ông Bí Thư Nên đã vả vào mặt cả đám háo danh. Những ngày qua, cộng đồng mạng đã xôn xao hình ảnh một lẵng hoa của ông Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gửi đến mừng thọ 90 tuổi của nhà văn Nguyên Ngọc. Điều đặc biệt là lâu nay người ta biết cụ Nguyên Ngọc đã tư tưởng không đồng tình với những giá trị cổ hủ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang xây dựng. Đây là hình ảnh ông Bí Thư Nguyễn Văn Nên. Nét đặc trưng của người Cộng sản là tính háo danh. Khi viết thiệp mời hay ghi tên trên danh thiếp, họ thường liệt kê hàng tá danh hiệu, học hàm, học vị, chức tước, vân vân. Có người liệt kê nhiều đến nỗi người ta đọc qua một lần không thể nhớ nổi hết các chức vụ người đó đang nắm giữ. Trong trường hợp ông Nguyễn Văn Nên thì nếu đúng theo phong cách háo danh của người Cộng sản thì phải ghi là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của nhà văn Nguyên Ngọc. Tuy nhiên, lần này ông Nên đã ghi rất ngắn gọn, không màu mè rằng cháu Nguyễn Văn Nên chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của bác Nguyên Ngọc. Một sự khác lạ so với các quan chức Cộng sản thông thường khác. Ông Nguyễn Văn Nên lớn lên trong một cái nôi Cộng sản, tất nhiên ít nhiều ông cũng hiểu thói háo danh hay khoe khoang của các quan chức của Đảng Cộng sản. Thậm chí xã hội Việt Nam hiện nay cũng đã nhiễm thói háo danh khoe mẽ này rất nhiều. Thói này bị nhiều người hiểu biết chỉ trích, mà hầu hết những người này bị chế độ gán cho là thành phần phản động. Vì thế các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ lắng nghe, dù cho những lời góp ý đó là chân tình đến đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên, một quan chức hàng Ủy viên Bộ Chính trị như Nguyễn Văn Nên đã lắng nghe. Ông Nên được đánh giá là người hiếm hoi biết lắng nghe những lời góp ý thực sự từ xã hội. Đây là hình ảnh lẵng hoa chúc mừng của ông Nguyễn Văn Nên. Lẽ ra Đảng Cộng sản nên hiểu chuyện kiêm nhiệm nhiều chức vụ là chuyện không hiếm trên thế giới. Nhưng trên thế giới người ta phân biệt chức danh nào ứng với nhiệm vụ nào rất rõ ràng, và họ chỉ nói một chức vụ cần thiết. Ví dụ như trường hợp ông Nguyễn Văn Nên khi họp Bộ Chính trị thì người ta gọi là ông là Ủy viên Bộ Chính trị, hay khi họp Thành ủy thì gọi ông là Bí thư Thành ủy, và khi họp Ban Phòng chống tham nhũng thì gọi ông là Trưởng ban. Còn ngoài các nhiệm vụ này ra, ông Nên xưng danh hoặc xưng tên nếu kèm theo vai vế xã hội là đúng nhất. Việc ông Nguyễn Văn Nên xưng với nhà văn Nguyên Ngọc là cháu Nguyễn Văn Nên là hợp lý, không cần phải gắn hàng tá chức vụ để khoe mẽ, trông rất hợm hĩnh. Thực ra, việc làm của Nguyễn Văn Nên không có gì to tát. Việc ông làm là đúng mực đối với một con người hiểu biết. Bởi vì xã hội Việt Nam nhìn đâu cũng là thành phần hợm hĩnh, đặc biệt là trong chính quyền. Người ta không tìm đâu ra người đúng mực nên chuyện ông Nguyễn Văn Nên làm trở nên nổi trội mà thôi. Và tại Việt Nam có những quan chức khi mời đám cưới cho con cũng ghi tên mình kèm theo hàng tá chức vụ dường như để giả oai. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa nó làm cho con người không thể trưởng thành được. Hành động ôm hết tất cả những gì mình có ra khoe được cho là hành động của những đứa con nít chưa trưởng thành. Ai đã từng nuôi trẻ em thì sẽ hiểu tính này của chúng. Khi được bố mẹ mua cho đồ chơi, chúng thường muốn mang ra khoe với người lạ mỗi khi nhà có khách. Ở các nước văn minh, khi lớn hơn, con người thường vứt bỏ đi những bản tính khoe mẽ ấy để xem như là một phần của dấu hiệu người đã trưởng thành. Đây là hình ảnh thói háo danh rất quen thuộc của các quan chức của Đảng Cộng sản ghi chức danh lên thiệp cưới của con. Việc ông Nguyễn Văn Nên làm không có gì là vĩ đại cả, đó là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, ông Nên lại là một đảng viên thuộc hàng đứng đầu của đảng này. Ông làm thế chẳng khác nào ông xé bỏ và chà đạp lên cái chiếc áo màu mè mang tên háo danh mà người Cộng sản nào cũng thường muốn khoác vào. Với hành động này chẳng khác nào vào mặt những người háo danh trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Không biết bọn chúng có cay ông Bí thư Nguyễn Văn Nên hay không. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc mê tín hơn mê giáo dục xã hội chủ nghĩa, thêm trần trụ nữa suy thoái. Hình ông Nguyễn Xuân Phúc gần gũi với ông Thích Thúc Trái Minh được gợi người dân nhớ đến một ông nguyên thủ quốc gia mê tín nặng nề.
ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc từng nắm chức Thủ tướng 5 năm, lẽ ra với vai trò như vậy, ông Phúc nên đặt giáo dục lên hàng đầu. Tuy nhiên, giáo dục xã hội chủ nghĩa cũng bị ông Chủ tịch nước quẳng vào sọt rác khi chính ông đưa đứa con trai duy nhất của mình, noi gương con cái những người tiền nhiệm ở ghế Thủ tướng trước, sang Mỹ du học cho chắc ăn. Hiện nay, con cái ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khá kín tiếng và con ông Chính cũng đã trưởng thành nên cũng không noi gương cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho con đi du học phương Tây. Như vậy thì trong bốn chân trụ của tứ trụ thì hầu hết hai người là suy thoái đạo đức và đưa con cái theo các nước tư bản phương Tây để du học. Đây là hình ảnh ông Phúc đã cho con trai tị nạn giáo dục tại Mỹ. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa bị gông cùm giáo điều của Đảng mà nó trở nên bệ rạc thực sự. Chính ông Vương Đình Huệ đã nhận ra điều đó và ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nhận ra điều đó. Nhưng ai cũng giả vờ nói lời hay ý đẹp về một nền giáo dục tốt đẹp do Đảng nặn ra. Sáng ngày 5 tháng 9, hàng loạt quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam túa ra các trường đánh chống khai giảng năm học 2022-2023. Lần này, ông Nguyễn Xuân Phúc đến trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội để đánh chống khai giảng năm học mới ở đây. Cũng giống như ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nói những lời có cánh về một nền giáo dục lấy dân làm gốc. Ông Chủ tịch nước nói thì nghe hay lắm, nhưng con trai của ông là Nguyễn Xuân Hiếu thì lại được ăn học tại nền giáo dục tư bản bóc lột về làm chính trị. Cũng giống như mọi quan chức khác, ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã giáo huấn thầy cô và học sinh Việt Nam một đường nhưng hành động lại một nẻo. Nếu nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ưu việt thì tại sao ông Chủ tịch lại vung một núi tiền cho con trai đi du học tư bản để làm gì? Hành động đó không khác nào trắng trợn chà đạp lên nền giáo dục của Đảng Cộng sản và Bác Hồ của Đảng đã dựng lên. Toàn bộ quan chức từ cấp cao xuống cấp thấp đều đang đánh lừa người dân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc tại một buổi lễ khai giảng. Việc chối bỏ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa trắng trợn như vậy, nhưng ông Phúc lại cổ vũ cho mê tín dị đoan. Vào năm 2016, khi ông Nguyễn Xuân Phúc đang làm thủ tướng, thì ông Thích Trúc Thái Minh, người đứng tên giám đốc công ty Ba Vàng, Quảng Nam. Mục đích thành lập công ty này là để kinh doanh mê tín dị đoan, một nghề kinh doanh đang hái ra tiền mà không phải đóng thuế. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Vàng, Quảng Nam khởi công từ năm 2016, và ông Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đứng ra nhận hàng tỷ đồng tiền ủng hộ xây chùa Ba Vàng, nhưng sau đó dừng dự án. Tuy nhiên, dự án đã bị dừng sau đó vì nguyên nhân được cho là ăn chia không đều. Người Cộng sản được cho là vô thần, họ từng chống đối giáo hội và các giáo phái khác cũng như Phật giáo, nhưng họ lại mê tín dị đoan rất nặng nề. Điều này có lẽ đã đi ngược với tư tưởng cốt lõi của Đảng Cộng sản. Trong quá khứ, Đảng Cộng sản đã từng phát động phong trào đập phá chùa chiền, đền miếu, và bây giờ chính người Cộng sản lại mê tín nặng nề, và chính ông Nguyễn Xuân Phúc là một trong những con người như thế. Đây là hình ảnh có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư cuối cùng không suy thoái đạo đức theo quan điểm bảo thủ của ông. Ông Nguyễn Phú Trọng đang bảo vệ giá trị của Đảng Cộng sản. Những gì mà Cộng sản cho là tốt thì ngay cả người Cộng sản đã leo đến tứ trụ còn chối bỏ giáo dục xã hội chủ nghĩa, đồng thời sa ngã vào cõi mê tín. Vậy thì ông Tổng Bí Thư trong sạch đảng của ông như thế nào đây? Và còn bao nhiêu người nữa giữ những giá trị cũ mà Đảng Cộng sản đã đề ra từ nhiều năm trước đó? Có lẽ không nhiều. Và thậm chí cũng chẳng còn ai. Và rất có thể khi ông Nguyễn Phú Trọng nhường ngôi thì người cơ vị của ông lại là người suy thoái đạo đức và lối sống theo cách mà ông định nghĩa.